Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8 Không Kênh đi theo dõi bản trình iGop của Top Cần Aircoin. Khi tham gia trình iGop các bạn nhận được 1250 Top Cần Aircoin trị giá là 125 đô, nhưng mà nó bị khóa lại sau một tháng rồi mình mở khóa cũng vậy được các bạn. Đầu tiên click trên phần đi mô tả cho mình và bấm vào nút sign up now. Nhiệm vụ mình đăng ký trong vòng 1 tiếng là gọi các bạn. Trong vòng 1 tiếng thì đăng ký xong cái. Rồi đầu tiên là các bạn feed name là tên, last name là họ, email password và password sao cho mình vào giống tôi xin phép email các bạn. Vì mình đây mình cắt nha các bạn. Cắt để mình đăng ký các bạn ơi. Rồi các bạn, đầu tiên tên, họ, địa chỉ email, password, xác nhận password, chấp nhận tôi phải là người máy các bạn. Rồi bấm vô sign up with email. Mình đã có tài khoản rồi các bạn ơi, mình login nha các bạn. Các bạn vào mail và verify nha các bạn. Aircoin nè, mình đã nhận được 1000 tốc cần Aircoin nè các bạn. Được khoảng 100 đô mà nó bị khóa lại rồi các bạn. Rồi các bạn ghi việc lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Tốc cần này có thông tin gì mình sẽ làm một clip. Chừng nào nó cho chơi mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn rút tốc cần này về dí nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Phan qua đây mình các bạn nhấp vào đây mà lấy đường link chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Trò này đang chắc nha các bạn. Chắc trăm, quýt gao luôn, nó có một quýt gao luôn. Which is no, not with self in of you. Giờ nó chưa cho rút bạn ơi, mình chìm màu đỏ nó chưa cho rút, nó phá lại nha bạn. Chân phơ nghe coi kèo này ngon thiệt. Dạ, thông tin các bạn, bạn nào chưa chơi cái sàn này thì vào đăng ký nha các bạn. Chương trình này còn 24 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Sau khi các bạn tham gia hiện giờ các bạn còn nhận 1000 tốc cần nè các bạn. Tổng giá trị bằng nhiêu nè? Bằng 100 đô nha các bạn. Nó nhỏ. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn.